Hai, xin chào tất cả các bạn, các anh chị. Mình là Nghĩa, Nguyễn Trọng Nghĩa, ở tại chung cư Trần Quang Diệu, phường 13, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Là đầu tiên mình chúc tất cả các bạn, các anh chị được nhiều sức khỏe, được nhiều niềm vui và luôn luôn hạnh phúc trong cuộc sống nha. Và hôm nay mình xin phép giới thiệu với các bạn, các anh chị một chiếc xe Honda AB Thái cực kỳ đẹp, tuyệt đẹp từ hồi đó đến giờ. Đây là cái chiếc xe Honda AB Thái mà đẹp nhất mình thấy nha các bạn. Mình thấy thôi, chứ còn thực ra trên cái cuộc sống này còn rất là nhiều những xe khác nó đẹp hơn, nhưng mà đối với mình đây là một chiếc xe mà mình thấy đẹp nhất. Còn các bạn anh chị chắc chắn sẽ thấy những cái xe đẹp hơn, nhưng mà em chưa thấy. Còn bây giờ em chỉ thấy chiếc này là đẹp nhất thì em quay em giới thiệu cho các bạn anh chị cùng coi như là tham khảo với nhau nha. Và để không mất thời giờ của các bạn anh chị, sau đây em xin giới thiệu với các bạn anh chị. Đây là chiếc xe Honda AB Thái đen cam cực kỳ đẹp luôn. Để mà kiếm được chiếc xe này thì cũng khá là vất vả các bạn ạ. Đây là những con ốc cũng như là đồ xi của ốc, chỉ mới rửa qua nước lạnh thôi nha các bạn, chứ không phải rửa qua nước thuốc nha, rửa qua nước lạnh nó mới đẹp như vậy luôn các bạn. Mà AB Thái đi vỏ inu luôn thì các bạn thấy một cái xe nó rất là đẹp, nó đẹp từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên. AB Thái này phù hợp các cô chú các anh chị mà người lớn tuổi á, mà đi chuộng cái sự mà nhẹ nhàng đầm thắm cũng như là lịch sự. Xe này chạy mới được có 12.000 nha các bạn, xe zin luôn. Một chiếc AB Thái cực kỳ đẹp như vậy, nhà người lớn tuổi người ta rất là ít sử dụng. Mà mình mua chiếc này thì có nhiều các bạn, các cô chú, anh chị, các bạn khác thì nói tại sao xe này nói chung là mà còn giá nó khá cao. Không phải là cao đâu các bạn, bởi vì nó quá đẹp. Và với chiếc xe này nó mang biển số 59V233426. Với một cái xe nó phải tương thích với nhau đúng không các bạn? Vì cái xe AB Thái này nó quá đẹp. Xe này chỉ duy nhất một đời chủ thôi nha các bạn. Đó, duy nhất một đời chủ thôi, AB Thái này. Đó, màu mà đặc biệt là màu đen cam nữa, nó rất là đẹp, nó rất là mới. Thì với cái chiếc xe này mình mong muốn bán với giá là 71 triệu. 71 triệu cho chiếc xe Honda AB Thái này nha các bạn. 71 triệu. Đó, xe duy nhất một đời chủ, máy móc là coi như cực kỳ êm. Đây, xe có chống chậm luôn. Thôi vậy thì để tiếp tục mình quay qua cái xe khác để giới thiệu với các bạn, chứ mình một tay mình không có bóp thắng được nãy ra. Nên thôi để khi các bạn các anh chị tới trải nghiệm đi, mình để các bạn các anh chị trải nghiệm thực tế nó vẫn hay hơn. Đây, và kế nữa là một cái chiếc xe mình cũng xin giới thiệu với các bạn các anh chị, đó là cái chiếc xe Honda Way. Đây là chiếc xe Honda Way Alpha lốp đen. Đó, Way nhỏ lốp đen. Đó, Way Alpha, Way nhỏ lốp đen tuyệt đẹp luôn. Nói chung là cứ mình kiếm được cái xe nào mà đẹp mới là mình quay lên để mình giới thiệu với các bạn các anh chị. Nhưng mà mình những cái xe đẹp này thì để ở trong nhà. Đó, nên mà khi các bạn các anh chị tới thì các bạn các anh chị được xem thực tế, được trải nghiệm thực tế. Xe này là rin hết nha các bạn, đầu nồi chưa rớt luôn, đầu nồi chưa rớt đây, để các bạn các anh chị xem đây. Đó, khi các bạn các anh chị tới các bạn kiểm tra cũng thoải mái luôn, nếu mà rớt rồi thì tặng luôn xe luôn, nếu mà rớt rồi là tặng cái đầu mà rớt rồi là tặng luôn cái xe nha các bạn. Bởi vì cái xe này cái chất nó đẹp lắm, sơn zin, tem zin, không dặm tút. Đặc biệt là hồ sơ rút sẵn rồi, hồ sơ được cầm tay, nên khi các bạn các chị về là mình bấm biển số liền thôi, đỡ mất thời gian mình đợi chờ rút hồ sơ. Đó, nó có tiện là vậy đó. Tại vì hồ sơ mà bây giờ trong Tết này, gần Tết này mà rút là lâu lắm các bạn, phải qua năm mới có. Còn bây giờ hồ sơ này sẵn rồi, mình về là mình bấm biển số liền ngay quận nhà,
ngay quận nhà luôn, quận các bạn ở đâu là bấm biển số quận đó ra biển số liền luôn. Còn nếu không, các bạn ở tỉnh nào là về tỉnh đó bấm biển số liền luôn, ra biển số chính chủ mình liền. Đó, nó được cái là nhanh như vậy. Và nếu mà ở đâu mà canh được biển số đẹp đẹp, các bạn bấm biển số đẹp cái ra là giá trị nó tăng lên hơn nữa. Và với một chiếc xe Honda quay này, các bạn coi nè, máy nè, cực kỳ nè, chạm vô thôi, em không cần phải lên ga gì hết nè, các bạn coi nè nha, em tắt máy nè, em xin phép tắt máy nè, bật máy lên nè, đụng vô nhẹ thôi nè, thấy không, máy nó thì thầm mùa xuân, thì thầm mùa xuân. Rồi, và với chiếc xe này, với chiếc xe Honda Way Alpha cực kỳ đẹp này, đó, cái bô rin còn luôn rồi các bạn, đó. Nói chung là nguyên một cái xe rin thì em mong muốn bán chiếc xe Honda Way Alpha này với giá tiền là 23.500.000 cho một chiếc xe Honda Way Alpha tuyệt đẹp. Rồi, đó, xong cái chiếc xe Way Alpha thì bây giờ kế nữa là mình xin giới thiệu với các bạn các anh chị một chiếc xe Honda Way Thái. Đó, Way Thái này nó còn có cái nét đẹp coi như là cũng không biết nói sao. Way Thái nó rất là đẹp, bây giờ mình cũng biết nói là tại sao nó, bởi vì nó có một cái chút gì đó nó mang tính nó cũ cũ, cũ cũ nhưng mà lại là rin. Đó, cũ mà lại rin, bây giờ em cũng biết nói sao nữa, bởi vì em chỉ thấy nó quá đẹp thôi. Thì tại sao các bạn các chị nói cứ nói xe nào cũng đẹp, thì thật tâm ra thì nó đẹp thì em nói nó đẹp thôi. Thì khi mà đi mua rồi á thì những cái xe đẹp thì mình phải mua giá cao mới có đó, nhưng mà đẹp quá thì cái giá tiền nó cũng cao một chút. Đó, quen pha lốc đen tem nè các bạn thấy không, tem zin, sơn zin. À, cái này phải quen pha quen thái, em nói lộn nữa chứ, quen pha bên kia đó. Vừa giữa cái xe quen pha với theo Way Thái này nó cũng giống nhau lắm các bạn, nó y chang à, nó y chang không, nhưng mà Way Thái thì số sườn số máy nó là giống nhau đó, nó chỉ có như vậy là dễ phân biệt nhất nha các bạn. Và với chiếc xe Honda Way Thái này em nó mang biển số là 51T49808 này, thì mình mong muốn bán chiếc xe Way Thái này với giá là 25 triệu, 25 triệu nha các bạn. Cái Way Thái này cũng vậy, máy nó cũng cực kỳ êm, mình lên máy cho các bạn nghe. Đụng vô là nổ rồi. Máy nổ thì thầm mùa xuân. Điện đèn kèn còi thì đương nhiên là ok. Nhẹ nhàng vậy thôi, đèn đi vậy thôi các bạn. Xe này nó dễ thương là nó có luôn cái nổ inox. À, chúng ta có thể đi chợ, các gì các chị đi chợ nó nhẹ nhàng, có cái nổ, có cái nắp đậy lại luôn. Ok, đậy lại. Nó không có rớt đồ ra ngoài. Và kế nữa, em xin phép giới thiệu với các bạn các anh chị chiếc xe Honda Future X. Đây là chiếc xe Honda Future X FI phun xăng điện tử, bánh mâm thắng đĩa màu đỏ bạc. Đó, cũng rất là mới luôn, tuyệt đẹp. Đó, rất là đẹp, rất là mới luôn. Xe này cũng vậy nha các bạn, xe này là cũng là một cái xe Future X FI đầu nồi chưa rớt. Đây, thì các bạn các anh chị cứ tới là các bạn các anh chị có thể là dẫn theo mình, mời những người mà rành á, người ta tới người ta kiểm tra giúp cho các bạn. Còn nếu không thì mình có thể cho các bạn mượn xe để chạy vô hãng test, test trong hãng cho nó yên tâm nha các bạn. Trước khi mua mà khách hàng là được kiểm tra chi tiết kỹ lưỡng cho nó chắc ăn, đầu chưa rớt. Và kế nữa thì nói chung là một cái xe nó đẹp, nó phải là toàn diện, nó từ trên xuống dưới nè. Đó, nó đẹp, đầu nồi gì chưa rớt hết, máy móc thì im gu, Future X FI phun xăng điện tử, bánh mâm thắng đĩa. Đặc biệt xe này cũng vậy, xe này cũng là hồ sơ cầm tay, hồ sơ cầm tay luôn nha các bạn. Đó, hồ sơ cầm tay. Và với chiếc xe Honda Future X FI phun xăng điện tử, bánh mâm thắng đĩa này,
đầu nồi chưa rớt, máy zin, xe chính chủ, hồ sơ cầm tay bây giờ là ký về doanh nghiệp hết rồi nha các bạn. Nên bây giờ chỉ xuất có đơn liền luôn các bạn, các anh chị về sang tên liền ngay lập tức. Thì với chiếc xe này thì mình mong muốn bán với giá là 38 triệu, 38 triệu nha các bạn. Rồi, mình xin cảm ơn. Và kế nữa là mình xin giới thiệu với các anh chị chiếc xe. Xe nào nữa đây? Đây đi. Đây là hồi nãy là cái chiếc xe AB kia thì nó quá đẹp. Thì chiếc AB này thì cũng thuộc dạng đẹp nhưng mà đẹp vừa thôi. Đó, đây cũng là một chiếc xe Honda AB Thái màu đen cam. Đó, tất cả đồ cũng rin theo xe giống vậy, nhưng mà cái độ sắc nét, cái độ bén á, đó, ốc này các bạn thấy không, nó không có sáng bằng cái kia thôi. Đó, nhìn nó không có sáng bằng, cái chất xe không có đẹp bằng, nhưng nếu mà để một mình thì em nó cũng rất là đẹp rồi. Nhưng mà cái xe kia, vì cái xe kia nó quá đẹp so với cái xe đẹp, một cái xe nó bình thường thì so với cái xe này thì cái xe này là đẹp, nhưng mà với một chiếc xe đẹp mà so với một chiếc xe quá đẹp thì cái xe này nó chỉ là xe đẹp thôi. Và với chiếc xe này em nó mang biển số là 54S74933. Xe này cũng là một chiếc xe zin Honda AB Thái zin, đầu nồi cũng chưa rớt. Đó, sơn zin, tem zin. Rồi, và với chiếc xe này thì mình mong muốn bán với giá là 55 triệu nha các bạn. 55 triệu cho chiếc xe Honda AB Thái màu đen cam. Giá cũng là hợp lý, rất là phù hợp với các cô chú anh chị đứng tuổi. Và kế nữa là một cái chiếc xe em muốn giới thiệu với các anh chị, đó là chiếc xe Honda Future. Đây là cái chiếc xe Honda Future màu xám. Đó, Honda Future màu xám ghi, hay là còn gọi là màu xám lông chuột đó các bạn. Đó, cũng còn khá là sạch sẽ. Và với chiếc xe Honda Future màu xám ghi này chạy cực kỳ bền nha các bạn, chạy cực kỳ bền. Xe này chạy cực kỳ bền luôn, máy móc thì im du, đâu có nổ máy đâu mà kêu đúng không các bạn, im du. Và xe này là cũng được dán keo nguyên chiếc. Và với chiếc xe Honda Future biển số thành phố chính chủ, máy móc im du. Để mình lên máy cho các bạn mình xem nghe nha. Vô nè. Rồi, và với chiếc xe Honda Future này thì mình mong muốn bán với giá là 18 triệu nha các bạn. 18 triệu cho chiếc xe Honda Future màu xám. Biển số thành phố, một đời chủ, chính chủ, bao ký giấy sang tên toàn quốc luôn. Rồi, và hai chiếc xe này Future X và F150 cũng như là chiếc xe Future 209 kia để mình xin phép giới thiệu ở cái clip kế. Vì cái clip này thì mình giới thiệu vài xe này, thì qua cái clip sau mình sẽ giới thiệu nó nhiều hơn về cái dòng đó để các bạn cái chị cùng tham khảo nha các bạn. Rồi, và cuối cùng em xin chân thành cảm ơn các bạn, các anh chị rất nhiều.